dậy là tóc tai trông như rồi anh em ơi. Cày quá. Cứ ngủ dậy là tóc tai trông như bòi. Hello 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 mấy anh em nhá. Hello mấy anh em mới vào nhá. Nay có va không ạ? À? Còn chưa làm gì mà Việt. Còn chưa làm gì mà. Why? Hôm nay chắc là trải nghiệm quả TFS cộng 10 đấy. Đây là nick ông anh mình. Đây là nick ông anh tôi mới gửi cho, nhưng mà tôi ông anh mở khóa mất rồi. À nhầm, ông anh khóa mất rồi. Ông anh khóa TFS này rồi thì cho kiểu gì bây giờ nhở? Tí phải đi tìm mật khẩu cấp 2 anh em ạ. Nhưng mà đang có ít tiền quá để tôi. Hôm nay team Tabi có đá tiếp, có anh em ơi, chiều nay team thầy Tabi đá tiếp nhá. Nhưng mà đang ít tiền quá, khả năng phải bán bớt một con đi nhờ. Bán bớt một con đi lấy tiền vui Juve đi. Juve đầu tàu Carlos Tevez. Juve cái năm mà có Pogba, Matisio với cả Pirlo được không? Bộ ba Pogba, Pirlo, Matisio với cả Carlos Tevez thì là quá tuyệt vời luôn đấy nhở. Để tôi xem nào. Đúng không nhở? Hình như năm ý là thế mà đúng không? Pogba, Vidal, Pirlo, Matisio. À Llorente nữa à? Lại cả Llorente nữa cơ. Hello 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 mấy anh em mới vào nhá. Còn Fabian Rui ngon thế nhỉ nhá. Nét chưa, mấy con vợ vừa đã xem rồi à? Tôi vừa đăng thôi mà. Anh em đã xem rồi à? Fabian Rui nét luôn đi chứ. Được cho anh em ạ. Khả năng tôi làm luôn cái semi cộng 10. Làm những làn gió mới. Tập 1 Fabian Rui rồi. Khả năng là tập 2 sẽ là Carlos Tevez. Hợp lý không anh em? Làm luôn semi những làn gió mới đi nhở. Ai tặng thế anh nhá. Có một bạn view hôm ý mình làm nick cho bạn ý thì mình thấy con Fabian Rui cộng 10, mình bảo là kiểu mình nói vu vơ đấy, bảo là ui chắc bạn ấy không dùng con Fabian Rui đâu, thôi để anh mắc được cho anh nhá. Bạn ấy cho luôn, mắc phát bạn ấy cho luôn mà. Con hàng từ zero để tu hero của thầy Lân à. Ngon ngon chết luôn mà, sút ngon chết luôn mà. Nay thì chắc nay sẽ là tập nay sẽ là những là giọng mới tập 2 anh em ơi. Tôi sẽ tìm một team Juve đi, chắc là vui cộng 1 thôi. Xoay quanh Carlos Tevez đầu tàu. Hợp lý. Tôi đang xem cái line up hồi xưa của Juve hình như là 4-4-2 nhưng mà phải có cả Vidal cơ. Mà hiện tại Vidal thì là đang bị limit anh em ạ. Trước em có dàn cộng 9 mà đập tạch không lên nổi à, cộng 10 khó lắm anh em. Đập cộng 8 đã khó rồi ấy. Đập cộng 8 đã khó rồi chứ đừng nói là cộng 10. Từ từ để tôi xem Vidal, nếu mà có Vidal thì tốt, còn không thì phải chơi đá 4-3-3 đấy. Khoai nhỉ, Vidal giờ lấy đâu ra? Vidal giờ không được luôn đấy. Ui anh bán lại em con Tevez không á? Con này khó đấy anh em ơi. Hàng MU cộng 10 mà động vào là gãy tay đấy. Hàng MU cộng 10 sờ vào là gãy tay đấy anh em ạ. Có Vidal nhá, có Vidal nhá. Ok, mua Vidal đi. Con đấy bù thôi à, bù căng luôn đấy anh em, hàng MU mà. Nói chung ấy không biết chỉ số như nào nhưng mà hàng MU cộng 10. Búp tim các thứ vào 128 gọi là đá được. Gọi là đá được anh em ạ, 128 mà. Đúng rồi không? Ờ cả búp chỉ số cho vào CF. Nếu mà búp chỉ số các thứ cho vào CF 130 cơ mà anh em, có phải chỉ số bé đâu. Nick anh ấy thì có hai con cộng 10 cơ. Hôm nào tôi nhảy hết về team, nick tôi làm team cộng 10, nick tôi đang có một con rồi, Fabian Rui. Ok, như vậy là xong quả Vidal anh em ơi. Hôm nay tôi sẽ vui team Juve xoay quanh Carlos Tevez cộng 10 nha anh em. Bản hợp đồng đầu tiên là Vidal rồi. Sao đã vào cổ vũ STV? À quên để cái tiêu đề. Làn gió mới. Trải nghiệm làn gió mới. Carlos Tevez LH cộng 10. Sorry anh em nhá. Quên để lại cái ấy ở bên YouTube. Sorry anh em. Cày thật.
Ok ok anh em ơi, xong quả Vidal rồi. Di chuyển ra quả, để tôi xem cái đội hình năm ý nào. Bonucci đúng không? Juve năm đấy là Bonucci với cả Chiellini nhỉ. Là quả cộng 1 rồi. Nick ấy đang hết tiền anh em ạ. 130 con chán bù gãy lưng à. Di Maria cánh đi á. Năm ý làm gì có Di Maria đâu. Bonucci, Chiellini. Hello Minh Nguyễn. Hello mấy em mới vào, mấy em chưa like cho mình xin một like. Lên đề xuất cho cả anh em rất nhiều. Năm nào anh á, cái năm mà Carlo Tevez này, Lorente này, Vidal này, Matisio, Pogba này, Pirlo này, Chiellini này, Bonucci này, nói chung là những ngày xưa đó, Juve những ngày xưa đó anh em ơi. Cánh năm ý là ai để tôi xem. Hậu vệ cánh năm ý là Kaasamoa. À, Bazaghi thì lấy đâu ra bây giờ, Bazaghi giải nghệ rồi mà nhở. Không có Bazaghi rồi anh em ạ. Phải dùng con khác rồi. Asamoah có không? Không có luôn. Hình như Asamoah là có. Đúng rồi. Có nhá. Nhưng mà không có hàng. Asamoah không có hàng rồi. Con vợ tí sâu tôi xem chỉ số búp tim. Ok. Để tí nữa nha anh em nhá. Không có cao Samoa thế khả năng hai cánh sẽ phải dùng mùa hiện tại. Cặp CB sẽ là Bonucci. Bonucci với Bonucci với Chiellini. Matisio. Ok. Con nào ngon hơn? Juve ngon hơn đấy nhở. Nhà đắt quá, đang hết tiền. Làm quả Matisio này. Chết rồi, đến Pogba hình như là có 10 tỷ cơ anh em ơi. Tôi đang cần một con Pogba nào rẻ thôi. Hello Hưng Phạm, hello Khương Đen nhá. Ok, thank you anh em, hello mấy anh em nhá. Bữa bị tiền sinh ăn hiếp, tội vũ món thật á. Ăn hiếp cái gì, ai ăn hiếp được tôi. 25 tỏi. Chắc là làm quả LTN đi anh em ơi. Anh có check ad không ạ? À, anh em cần gì thì nhắn vào fanpage Vũ Mino Gaming giúp mình nhá. Được thì anh em có thể để dư ra tiền tí. Để nếu mà mình vào chữa bệnh cho anh em thì mình mua cầu thủ các thứ luôn. Gọi nâng cấp ác ấy. Pirlo. Chứ nếu mà vào đá không thì nó giống cây thuê lắm anh em ạ. Anh em thông cảm giúp mình nhá. Nếu mình vào đá không thì giống cây thuê quá. Cái thế gì khả năng va tiên sinh thật mạnh à? Thôi anh em. Sao lại va tiên sinh? Khả năng tôi phải nạp cái S VIP cho anh tôi, bán tạm con gì đi. Cắm tạm một con đi xong rồi sau này mua lại cho anh tôi. Khả năng phải thế anh em ạ. Pogba. Chắc là tôi phải nạp cho anh tôi cái thẻ mấy chục xong rồi cắm tạm, lấy cái thẻ S VIP cắm tạm con nào đi rồi. Giờ hết sạch tiền rồi, không còn cách nào khác. Chắc là phải thế thôi anh em ơi. Nạp thẻ. Để đi cắm tạo con gì. Hello mấy anh em mới vào nhá. Anh trách dùng chữa bệnh cho em đi á. Đức ơi, có gì gửi vào format Vũ Mino Gaming giúp anh nhá. Xong để anh lên lịch cho. Bữa nhìn anh đã con PS mê quá à. Uầy, mê không? Nhưng mà cái video bị đâu mất rồi ấy. Xe bác có Starboy không à? Nên đổi Vini thành 23U không ạ? FC thành 23U á, cái không rõ, mình không dùng Vini anh em ạ, thành ra mình không biết. Còn Starboy nhưng mà không đủ mua gói này. À, thiếu cái SVIP, có thể giảm giá mà. Nick anh thì thiếu SVIP anh em, à gói cầu thủ á, mua gói cầu thủ á. Còn đủ 5.000 nữa không anh Tài? Hết sạch rồi, còn đúng 70.000. Không, Việt ơi, mình không nhá. Không biết chỗ nào hả anh nhá. Đây rồi. À, Đức ơi, Đức có thể qua ITB Vumino của anh nhá. Anh để link fanpage này, group này. Đúng rồi, fanpage group ở trong phần mô tả nhé. Em có thể qua ITB của anh nhá, cảm ơn em rất nhiều. Từ từ anh em ơi, tôi chắc tôi phải nạp thôi.
nạp kiếm cái FVIP để bán cầu thủ. Tôi chắc tôi phải xin phép anh ý cấm tạm con gì, cấm tạm một con đi, xong rồi tí mua lại cho anh ý vậy. Ok, shop FC này, thẻ Garena này, Aquiapay luôn đi nhở. Nạp cái thẻ 20 thôi, lấy cái SVIP thôi mà. Vào thành tích xem có không á. Thôi. Mua luôn cái SVIP, kiểu gì cũng phải mua SVIP mà anh em. Nick này không có VIP. À, Nick này không có SVIP. Làm cái SVIP để còn nhận cầu thủ chứ. Vào mua tạm con gì đi, nói chung mua Bui cộng 1 thì cũng dễ thôi. Ok. Xong. Làm nhẹ cái SVIP. Hello, mấy em mới vào, mấy em chưa like, chưa sub, chưa follow, cho mình xin một like, một sub, một follow nhé, cả em rất nhiều. Mua Starboy đi anh á, để làm gì đâu mà đang thiếu ấy thôi anh em ơi. Đang thiếu một chút gọi là SVIP thôi, để tôi xem cắm được con nào của anh ý nào. Chia xa, không biết chia xa anh có đá không, Rodri à. Chắc là cắm tạm quả củ tỏi đi nhờ. Chắc là anh không bắt củ tỏi đâu, cắm tạm đi, sau mua lại cho anh ý vậy. Mà chẳng nghĩa phải bán min à. Zoma nào trừ CC24TI á. Ronaldo 22TI à, 22TI. Cắm tạm con nào bây giờ. Tomori. Vũ Mino có thật à anh em? Có thật mà, người ý gốc Nam Định ơi. Người ý gốc Nam Định. Người ý gốc Nam Định là thật hay giả? Giả thật tôi không biết đâu mà lần. Chắc là bỏ quả củ tỏi ra đi anh em ạ. Bán tạm quả củ tỏi đi, cắm tạm đi. Bạn kia bảo là trừ Rô CC với Rô 24TI mà Minh Nguyễn. Ừ thôi, bán tạm củ tỏi đi anh em ơi. Chiều nay mấy giờ đá? Hình như chưa có lịch anh em ơi. Hình như chưa có lịch STV đá đâu ạ. Chiều anh em vào xem với tôi không? Anh em mà không xem với tôi chắc tôi lại lên với Tiên Sinh. Bọn con lạ lướt. SVIP. Người Ý gốc Nam Định phụ huynh cháu rùi Costa Lì như chí lần đỏ đã donate cho Vumino 10.000 đồng. Có thật nhé. Ok, thank you người Ý gốc Nam Định em. Nhưng mà tôi nạp vào mua SVIP nhưng mà nó lại không đủ, lại phải nạp tiếp à? Sao em phim đắt thế? Kìa, cay ít nhở? Vẫn chưa đủ ấy, vẫn phải nạp tiếp mà, chịu rồi. Không anh em nào nhắc tôi, VIP 30 ngày thôi à? Không đủ mua SVIP luôn. Bốn mươi k vào trải nghiệm con Carlos Tevez thôi, tôi đã bay luôn 40k rồi. Đây là cái giá của Carlos Tevez à? Victor anh ơi á, ok chưa Việt Á ơi, không phải Victor đâu, giọng anh thế ấy, giọng anh to ấy, không phải Victor đâu Việt Á. Làm cái 30 ngày à? Thôi làm cái 3 ngày thôi, nhận đấy thôi mà. Nâng tầm cuộc chơi của thầy Tabi rồi. Đây là hỗ trợ anh em tí thôi. Đức Thắng đã donate cho Vumino ngay như nước nắng MU hôm qua. Ok, ủa bú qua được, bú được mỗi con mà Đức Thắng giả luôn à? Ok, thank you Đức Thắng nhá. Vào xem anh đá quả Carlos Tevez thôi Thắng ơi. Trời ơi, tôi phải cắm tạm một con của anh ấy đi. Anh Tài ơi, em xin lỗi anh, tí em mua lại cho. Pogba. Nay có giải không anh? Nay có giải bạn ơi. Nay hình như là tôi chưa biết lịch. Uầy, trong quả muối FA đẹp đấy.
Chúc quả mùa chỉ số ẩn của F3 đẹp hơn anh em ơi. Thôi làm quả cộng 5 đây nhờ. Giờ tôi là người có tiền rồi. Pogba, Pogba về đây, Pogba về đây. Mặc dù tôi không biết anh ấy là ai lạ thật sự à. Đá một mạch đến chung kết luôn đúng không anh em? Hình không. Hình như hôm nay nếu mà thắng ấy thì được đá một trận nữa thôi, không phải đá đến chung kết luôn đâu anh em ơi. À ừ, đá đến chung kết là đúng rồi ấy, hình như thế. Vũ Mộc nói to quá, tiên sinh váng hết đầu à? Nói nhỏ thôi anh em ơi. Hôm nay có giải không? Hôm nay có anh em ơi. FA 5 đá cũng tìm đấy thôi, cũng được. Bây giờ tôi cần thêm một người đá cặp với cả Carlos Tevez. Man Du kích được không? Có Man Du kích không anh em? Nhưng mà Man Du kích giải nghệ rồi mà. Hình như là Man Du kích giải nghệ rồi. Giờ tôi cần Lorente nhưng mấy tôi check thì không có. Hello hello tạ tạ nhá. Hello mấy anh em vào, mấy anh em chưa like chưa sub cho mình xin một like sub thì cảm ơn rất nhiều. Ai có Lorente không? Ai có Lorente không? Bán tạm cho tôi. Tôi mượn thôi, tôi làm xong series à, tôi làm xong tập này tôi giả luôn. Này STV đào F5 thì phải á. Không không không, STV đào với Tân Nhiên trước. Hôm qua Tân Nhiên thắng mà. Hôm nay STV đào với Tân Nhiên trước anh em ơi. Cắt lốt tay vết Ruente à. Năm ý Juve có những ai nữa nhở? Saceres luôn hả? Uầy. Có thật không? Từ năm ý Saceres. Hình như không phải. Đều ở Uruguay này, uầy. Từ tôi xem quả Saceres này nhá. Hình như là đúng rồi anh em ạ. Juve 2019, Juve 2012 đến 2016. Uầy. Cánh phải của tôi. Có luôn quả hậu vệ cánh phải anh em ơi. Tuyệt vời Saceres ơi. Con hàng quốc dân, rất nhiều team colon. Đá với F5 mà đâu? Tôi tưởng đá với Tân Nhiên trước anh em ơi. Thắng với gặp nhánh Tân Nhiên á, hôm qua thắng một trận mà. Tân Nhiên là với Mimosa, Tân Nhiên hôm qua. Anh em ơi, hôm qua Tân Nhiên đá với Mimosa rồi. Và Tân Nhiên thắng Mimosa. Hôm qua STV thắng DIH. Hình như là Tân Nhiên với STV đá với nhau. Xong rồi chờ, à đâu, chờ nhanh càng đá trước hay như nào ấy. Tân Nhiên thắng 2 trận rồi anh nhá. Tân Nhiên thắng 2 trận đó là sao? Thế lịch hôm nay là như nào nhỉ? Từ anh em ơi, thế lịch hôm nay là như nào? STV, Tân Nhiên Nextbeat gặp Tân Nhiên à, STV F5 á. Thật luôn đi hả? Hôm qua xem sao nhỉ? Hôm qua có mà nông em ơi. Hôm qua like cổ vũ anh em mà. STV hôm nay gặp F5 thật luôn này. Ok anh em ơi. Thì ra là Nextbeat gặp Tân Nhiên à. Ok thế hôm nay uầy, bên F5 có quả phím thủ Loki à. Con vợ đá phím đá cháy nhở. Tân Nhiên gặp đội Anh Hòa. Chiều anh có sang tiên sinh live chung không á? Đang chưa biết. Nếu mà anh em muốn xem với mình thì mình like, còn nếu không thì chắc chạy lên với tiên sinh. Nhánh trên đánh nhánh dưới mà. Ok Long ơi. Uầy, mấy con vợ theo Nextbeat nhiều nhở. Hình như Nextbeat là team của anh Thành Hòa đúng không? Sao em không vào được sự kiện đây này? Em cứ có cái này ra. Ok thế chiều nay 5:30, uầy 5:30 mới đá. Anh chạy lên live tiên sinh thôi. Mấy con vợ bên tiên sinh cứ chửi tôi thôi, bảo tôi nói to quá. FVPL Summer có phím thủ TDC X Vumino à? TDC không nhận tôi, tôi dỗi rồi. Từ anh em ơi, tiếp tục công cuộc quả đội hình của tôi thôi. Pogba, Vidal, để cho hết vào đi xong xem thiếu vị trí nào để mua đốt. Bên tiên sinh không nhận tôi. Tiên sinh bảo là 5 triệu lót tay, phí lót tay cao quá, tôi thì làm gì có tiền đâu. Tôi làm gì có tiền hả anh em? Giờ bảo 5 triệu khó nhở. Pogba. Sao đội hình Juve làm gì dị đấy. Phan Linh đã donate cho Vumino 50.000 đồng. Ngày mai vui vẻ. Uầy. Ai đây? Ai Linh đấy? Văn Linh hay Việt Linh đấy? Con vợ nào vậy?
À Văn Linh bạn mình à? Ok, thank you Văn Linh nhá. Thank you Văn Linh nhá. Con vợ giờ biết cả donate mà. Con vợ giờ biết cả donate thì chịu rồi. Ok, cảm ơn Văn Linh nhá. Vidan. Thề chứ Juve hồi xưa nó vẫn là cái gì đấy anh em ạ. Juve ngày xưa ra C1 nó vẫn là cái gì đấy mà sao bây giờ trông yếu điên nhỉ? Carlo Tevez đầu tàu là cái chắc. Tôi đang bảo là Juve ngày xưa mạnh 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 lắm mà. Không đủ có ánh hào quang để có anh à. Có check ác không anh à? Em sửa đồ hình biết đã chán quá. Anh em có gì cứ gửi vào fanpage Vumino Gaming cho mình nhá. Xong là có gì để mình lên lịch cho anh em. Anh em nhớ để tiền ra để tôi mua cầu thủ nhá. Bà đầm già. Ui. Anh em ơi có cả cái team colon mini colon bà đầm già này. Ghê đấy chứ. Ghê đấy chứ. Hello Việt Linh nhá. Tôi đang thiếu quả ST nữa. Trải nghiệm Iniesta đi nhá. Mấy con vợ tinh nhờ, mấy con vợ tinh nhờ. Mấy con vợ tinh nhờ. Ui. Nick này toàn hàng khủng luôn mà. Hello Quang Linh nhá. Hello mấy anh em. Nick này toàn hàng dị luôn đấy. Vãi thật. Iniesta. Holy shit. Có cả Holy shit luôn mà. Nick toàn đồ cổ mà, chơi toàn đồ cổ thôi. Từ từ anh em ơi, tôi đang cần thêm quả vị trí ST của Juventus. Tôi đang thích quả ấy quá mà không có Mandzukic với cả Llorente nào không có. Để tôi đang tìm Kwai Lala. Vucinic cũng kinh ấy nhở mà không có trong game thì phải. Qua Kwai Lala đây rồi. Như vậy là tôi đã có tiếp một quả tiền đạo anh em ơi. Carlos Tevez đã cặp với quả này cũng được ấy nhở. Cánh trái à? Ui ui. Cánh trái Listainer ấy à? Ừ đúng rồi. Quên quên quên. Quên con hàng này đấy. Quên con hàng này đấy. Hình như là có hàng đi. Không có rồi. Oppo nha. Còn ai nữa không? Còn ai nữa không? Còn ai nữa không? Isla như là có đấy. Isla như là có đấy. Đúng vậy. Như vậy là tôi đã có cái cánh nữa của Juventus rồi. Uầy. Xong rồi, thủ môn là ai? Buffon đúng không? Thủ môn là Buffon đúng không anh em? Gianluigi Buffon. Chắc bắt mùa xịn nhất thôi nhở? Có gì ngoài lương đâu? Có gì ngoài lương đâu? Nick anh còn mới mấy chục tỷ. Tôi phải nhắn cho anh ý đó, em cắm tặng con củ tỏi LH8. Có gì tí em mua lại cho nhé. Chết rồi, anh bảo Nick anh còn vài chục tỷ thôi. Giờ tôi phải nhắn anh ý là tôi phải cắm tặng con củ tỏi. Nhắn anh ý không chết. Em đang mì nó Dybala. Dybala cũng là một ý tưởng hay đó, nhưng mà sao Buffon không có hàng vậy? Hello mấy anh em mới vào, mấy anh em chưa like chưa sub cho mình xin một like một sub với cả một follow với TikTok nữa nhé, cảm ơn rất nhiều. Nhưng mà tại sao con Buffon lại không hàng này? Vừa la hô với cả Juve những ngày xưa đó mà. Tôi cần một thủ môn dự bị cho quả 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 Buffon của tôi. Machi chết tôi rồi. Ai bắt tạm cho quả bút phong được bây giờ? Giới hạn á? Sao bút phong bây giờ lại giới hạn rồi à? Bút phong mùa hai lai dùng không á? Cộng mấy Cường ơi? Cộng mấy Cường ơi? Bút phong mùa lai cộng mấy? Limit mà anh à? Từ từ, bạn kia định tặng tôi con bút phong thì phải. Chết tôi rồi. Làm quả xét nghi đi nhỉ? Không, chắc là không móc được bút phông đâu bạn ạ. Thôi chắc tôi dùng cô ép check đi cũng được. Cái gì Vi ơi, ăn nói cho cẩn thận. Vi ơi nhắc em rồi đấy, cộng ba vừa đập xịt à. Chắc là dùng quả này đi anh em ơi. Chèn được mất tay à, lâu quá.
Lâu quá không xem anh còn nhớ em không? Nhớ mà Đặng Cần. Thôi là quả mùa này đi. Ok. Ok anh em ơi, như vậy là đã xong quả Juventus bà đầm già những ngày xưa đó. Mạnh nhất tầm giá. Bởi vì làm gì có tiền đâu, chỉ mua được cộng 1 thôi mà. Sao mày không bán mẹ của giỏi sớm hơn đi nhỉ, làm full cộng 5. Chèn được mất tay à. Ok, xét nghi vào đá tạ. Isla, khoai la la. Xong rồi em ơi, như vậy là đã xong quả khung của Juventus những ngày xưa đó. Trông cứ sao sao ấy. Trông cứ sao sao ấy anh em ơi. Anh nào với em trận lại không á? Không nhá Ngọc Long ơi. Tôi nghĩ là như này đi. Tôi thấy như này có vẻ ok hơn đấy. Tôi thấy như này có vẻ ok hơn đấy anh em ạ. À, à từ từ. Đã có cái sơ đồ mà sơ đồ gì nhỉ? 4-1-3-2 à đúng không? Vận động viên đang dùng sơ đồ 4-1-3-2 nhiều đúng không? Ok 4-1-3-2. Như vậy tôi sẽ sử dụng sơ đồ 4-1-3-2 đi. Hiện tại đang chuộng cái sơ đồ ấy thì phải. Có nên nâng cấp quả cặp CB lên cộng 5 không nhỉ? Nâng cấp quả CB lên cộng 5 thôi chẳng cần đâu, mình đã bằng trình độ mà. Giao lưu không anh Minh Quân ơi, mình không giao lưu nhá. Sorry anh em. Anh em mà muốn giao lưu thì cứ thể hiện cái tình cảm của mình nhá. Nếu anh em tình cảm đủ đông đầy thì mình đã 4-1-3-2 đúng vị trí luôn mà. Trông như ác đứa vừa giặt. Cày. A B2 đi. A2 này. Chuyển qua B2 này. Ok. Anh có trình à? Trình độ không có. Mình vừa chỉnh sơ đồ A. Ngáo điên. Carlos Tevez đâu? Carlos Tevez này. Đây này. Vị trí của Pirlo này. Marchisio này. Dạo này đang trộn cái sơ đồ này thì phải. Vidan. Hiểu nhi, ai kết bạn với tôi đấy, tôi không đá đâu. Tôi đã kém mà anh em ơi. Mấy con bảo vào giao lưu với tôi làm gì nhở? Tôi cũng biết đá đâu mà. Kia Lily chân trái đúng không? Ồ đúng rồi. Isla, Sergi. Ok anh em ơi, như này là di chuyển luôn được rồi đấy. Tôi nghĩ là di chuyển luôn được rồi. Đi luôn thôi anh em ơi. Di chuyển thôi, đá luôn thôi. Có cần bước 1 không? Có cần bước 1 cho Carlos Tevez không nhở? Đây mấy con bảo Nick vừa ra tù này. Vừa ra tù mà mẹ đuổi 10.000 tỷ ấy nhá. Rafael Kimiche đấy. Di chuyển thôi anh em ơi, huấn luyện viên. Ok, đá đi anh vui vẻ. Không Minh Quân ơi. Muốn đá cứ thể hiện cái tình cảm của mình đi Quân ạ. Không phải muốn đá là được đâu. Conte đang ở đội nào nhỉ? Conte đang ở đội nào đấy anh em? Conte, từ từ, tôi phải xem quả Conte. Đang là Conte đang huấn luyện viên ở đội nào ấy nhở? Juve đúng không? Juve không phải luôn. Không có Conte à? Thất nghiệp. À Tottenham á, không phải, Tottenham không phải. Thôi xong, không có Conte. Thế thôi dùng tạm Allegri nhá. Allegri à? Allegri. Không phải Tottenham đang là ông khác mà anh em. Cày thế nhở? Cái ấy à? Tôi thích Conte mình đúng cái năm như ngày xưa ấy. Hai quả CB này sai chọn phát là coi như biếu đội bạn à. Đá bằng cái trình độ chuyên nghiệp cơ mà. Trình độ chuyên nghiệp thì sợ gì nhở? Chuyên nghiệp 3.
Juventus, logo Juve. Bóng thi đấu. Bóng của Ý là bóng nào anh em? Bóng của Ý là đội nào tài trợ ấy nhỉ? Tôi bị mấy cái này rất kỹ ấy. Bóng Serie A đâu? Không có bóng Serie A luôn. Nhìn lòi cả mắt không ra. Thế thôi đá tặng quả Puma đi. Tôi chưa đá quả Puma này bao giờ. TikTok shop, TikTok shop Tabi. Con vợ không canh chỉ John à? Có rồi, để cái mát tốc độ rồi. Lắp rồi anh em ơi. Ông này giải phong cách cả mọi người á. Hello, mấy em mình vào nhá. Tôi không muốn nói nhiều đâu, tôi hành động thôi. Tôi không muốn nói nhiều anh em ạ. Thôi di chuyển luôn anh em ơi, di chuyển luôn đi. À, từ, nhập, B2. Đây rồi, đi rồi, di chuyển anh em ơi, trận đầu tiên của Juventus như ngày xưa đó. Đầu tàu là Carlos Tevez, LH+10. Mày xàm quá, like mà nói xàm vãi cứt à, ok, sorry cậu hai nhá. Cậu hai có thể sang ITB Phúc Hino để ủng hộ mình nhá, cảm ơn cậu hai rất nhiều. Gà mà làm màu à? Con vợ cậu hai ăn tim mình à? Cay nhở. Hết 3 trận phong độ cao liệu có lộ nguyên lý không anh ạ? Không. Trông Vidal lực thật à? Lực gì? Lực bất tòng tâm à? Anh này xàm quá thôi mà Lê Linh ơi, đừng trêu bạn. Tự lấy Acclon tự kiến tạo hay sao? Cái gì? Tôi đang live stream mà tôi lấy đâu Acclon nữa? Chỉ việc dứt điểm thôi mà bóng tận mồm mà. Không có đối thủ, vô đối. Em mình giờ thành top cơ ác quá à. Nguyễn Xuân An là ai nhỉ? Nguyễn Xuân An, cái gì lại mùa chức chuyên nghiệp này? Tìm trận tranh như thách đấu luôn mà. Nhưng mà oai cái gì vậy ạ? Cái gì tôi vô địch thì tôi oai? Tôi vô địch thì tôi oai chứ không có chức vô địch nào chưa? Làm gì cần 3 trận đấu độ luôn trong một trận á? Đây là bộ trưởng bộ tự hỏi bộ tự trả lời à? Nọ lên kênh tiên sinh thì chửi quá, cứ ngồi hỏi tiên sinh xong ngồi nói nhiều, ngồi nói to. Ô mày quên anh à Vũ á? Nguyễn Xuân An này là ai nhở? Mình không biết luôn. À, hình như là An Bệu đây à? An Bệu là ai nhở? Ao Làng thì ní nè. Cái gì mà Ao Làng? Tôi đã giải trong hai cái màu áo kìa. Tôi đã giải An Ninh thủ đô mà. Mấy con bạn ở Hà Nội biết cái giải ấy mà. Solo An Bệu là đá Volta đúng không? Anh? Solo sổ đỏ không? Không, tôi làm gì có nhà đâu mà solo sổ đỏ. Sao trong hai quả màu áo này trông mất vệ sinh ấy. Anh ra đứng chủ kể đúng không anh á? Cái gì tôi đá chính nhá, tôi là nhân tố chính trong đội bóng nhá. Mấy con bạn đừng nhầm. Tôi là nhân tố chính luôn đấy, tôi đội trưởng luôn mà. Tôi đội trưởng đấy nhá, mấy con vợ đừng nhầm. Volume đâu á? Volume là ai? Cánh này, Sanchez. Chưa được, nhưng mà trong hai cái màu áo trông mất vệ sinh quá.
Được chưa, được chưa, được chưa, được chưa? Con vợ đặt xe hàng phòng tư cộng 1 của tôi nhở? Tôi thấy quả Bonucci với kia Lily này đã bằng kinh nghiệm mà. Hai quả kia Lily với Bonucci đã bằng kinh nghiệm mà anh em. Cần gì cộng cao đâu. Tôi lùi thì tôi không vế đội trưởng giống thầy Tân là anh á. Đội trưởng là rõ. Thầy Tabi hồi xưa ông đội trưởng à? Siêu dự bị tin chuẩn á. Không có ai, không có ai ở đây hồi xưa xem mình đá bóng nhỉ? Không có ai ở đây ngày xưa xem mình đá bóng để trả lời giúp các bạn những câu hỏi nhỉ? Tôi đã bảo tôi đội trưởng mà anh em cũng... Mày! Ra! Tên vét yếu thế! Con vợ không bật âm thanh à? Ok! Nick anh ý mà, nick ông anh mà, để tí, để hết trận, không để ý anh em ơi. Đá bằng cái kinh nghiệm. Bonucci, kia Lily đá bằng cái kinh nghiệm nhá. Không cần tốc độ. Hậu vệ sai phải dùng tốc độ nhở. 1-0. Như nào? Nhìn chậm điên á tiền. Bây giờ lại bảo tiền đá, vừa nãy vừa bảo chậm điên, giờ lại tiền đá. Anh không đá Volta được thì ai đấy hả? Ok anh An ơi. TikToker cái gì? Em không hướng làm TikToker, em hướng làm YouTuber cơ. YouTuber streamer cơ. Bỏ tiếng bình luận đi này. Được rồi, như anh thôi nhở. Giờ em tải lại SEO mà không biết bao giờ xong à? Con vợ Huy Nhung này nhìn mặt đường thế nhỉ nhá. Nhìn mặt hiền điên luôn ấy. Em bảo tiền đạo chậm cơ không bảo hậu vệ à? Nhưng mà quả Tevez đá thế đã xứng đáng quả cộng 10 nhá. Chân 3 năm mà sút quả chân trái. Góc gần, góc thầy Lân. Tôi không dám nói góc gì. Tôi chỉ dám nói là góc thầy Lân thôi. Carlos Tevez. Đi ạ. Không được rồi. Cho sân sáng thêm tí. Ok anh em ơi, để tí mình đổi sang cái sân ban đêm đi. Cặp CB đá bằng kinh nghiệm đấy. Cái hàng thủ của Juve ngày xưa thì em biết rồi đúng không? Chắc không cần nói đúng không? Với trung tâm là Bonucci và quả Chiellini thì người ta thường ví bộ đôi trung vệ này là bức tường thành. Bức tường thành Turin. Milan có quả Maldini với Nesta thì Juve có Chiellini với cả Bonucci. Bức tường thành Milan luôn, bức tường thành Juve luôn anh em ơi. Từ, Tevez của tôi đâu? Carlos Tevez của tôi đâu nhỉ? Tôi vẫn chưa thấy quả Tevez của tôi đâu cả. Đây rồi. Cày. Ai ví mất vệ sinh vậy á? Ngày xưa các cụ nói thế, tôi có biết gì đâu. Ngày xưa các cụ bảo thế. Về sau anh có đi tiếp không? Không anh em ơi. Mình về mình làm cái này luôn mà. Đi làm gì nữa? Hồi xưa mình đá bóng gặp bạn này rồi, đá hay nhưng trình độ ổn à? Mấy con vợ cứ tâm bốc tôi quá, tôi đá cũng bình thường thôi mà. Tôi cũng chỉ gọi là biết đá thôi. Không hay lắm. Tôi chỉ gọi là biết đá thôi. Barca có Pique Bion à? Có ai cần đâu mà đi á? Chiều ba cái nhỉ? Không ba Ngọc Bảo ơi, không ba. Thể hiện cái tình cảm trong đời thì ba. Thì suy nghĩ. Sắp cái 4-1-3-2 này lùi về sâu ấy nhở. Hai quả tiền đạo chạy về luôn đấy hả? Ổn lòi lì à? Bức tường thành Man thì sao? Bức tường thành Man á. Man hồi xưa có Rio với Vidic ok còn gì? Man hồi xưa có Vidic với cả Rio Ferdinand ok mà anh em. Mày áp lực lớn đi. Sao tôi mất vệ sinh với cái quả 4-1-3-2 ấy nhở? Đã lùi về sâu quá. Hai quả tiền đạo nhầm lại tiền vệ. Tí chết quả mặt xanh nhá. Không chị ông ơi, mặt xanh cái ngày làm nhiều rồi mà. Bây giờ có Harry Maguire với Oha cũng ok à?
Wow, quả vi đan của tôi khá là chiến đấy. Quả vi đan của tôi khá là chiến đấy. Quả vi đan này bướng như tôi luôn mà. Sời ơi, nhà thơ Peklo. Được cái chứ, quả Juve đã được cái chứ. Giao lưu trận em á, không tái ơi, không tái ơi. Cầm MC đương đại đá ai anh á? À cam MC đương đại á. Kevin Julian Alvarez. Biết Agger Stick. Fan Liver dạy không biết hai con ý. Fan Liver mà, tôi fan Liver mà toàn tạ. Ra. Không đi được nữa. Thế thôi à? Quay lại đúng không? Thủ bằng cái kinh nghiệm đấy. Thủ bằng cái kinh nghiệm đấy. Sời ơi, quả Juve thủ ngon lắm anh em ơi. Anh em chỉ cần cộng 1 thôi mà đá kiểu như cộng 8 luôn mà. Bỏ ra. Wow. Quả Saceret. Quả này quốc dân bên trường quốc tế mà. Saceret quốc dân bên trường quốc tế mà anh em ơi. Báo giá luôn, Carlos Tevez cộng 15 triệu. Carlos Tevez LH cộng 15 triệu. Ai, ai có bỏ ý muốn mua không? Ai bỏ ý muốn mua quả Carlos Tevez này không? Xuất xa đi, xuất xa. Làm tí BO5 đi anh á. Đem 5 lít đây, đá BO5 để cho với em luôn. Mang 5 lít đến đây. Mấy con vợ ngáo điên luôn mà, tự nhiên rủ đá BO5. Đem 5 lít đến đây. Bạn về Hà Nội anh chơi hẳn, mình về hẳn anh em ơi. Con vợ bảo cho tôi mà. Ừ đảo quên. Nhưng mà không phải của tôi Thắng ơi. Anh ấy bảo là ra giá 5 triệu. Anh chủ đích bảo ra giá 5 triệu. Cửng đốt hai trận liệu vô lộ nguyên hình à. Tôi chỉ đá đúng 3 trận thôi xong tôi nghỉ. Tôi chỉ đá đúng 3 trận thôi xong tôi nghỉ được không? Chạy đi, đây rồi. Thôi quay đầu là bờ. Đá đội đi bộ thôi, đá đội thì đi bộ thôi. Một chút nữa thôi là có thêm bàn thắng nữa rồi. Vidal cân luôn quả tiền vệ ấy chứ. Ai, anh Tài ơi. Có vợ bảo chứ có phải anh ấy đâu, có lấy 5 triệu thì chắc quá à. Thì thế bây giờ anh em nhìn nó đá như này cơ mà. Chân 3, chân 5 đá như 2, chân 5 năm. Khỏe, nhanh, dứt điểm tốt. Khác gì rô béo đâu. Nói thật là thua rô béo cần cộng 6 một tí thôi. Chắc là thua cái danh tiếng thôi. Chứ còn về AI các thứ anh em đá yệt luôn mà. Mai có đi đón thầy Tân không á? Khả năng phải đi đấy. Chân 3 năm cho tao còn quánh thêm chứ ở đó mà 5 triệu à. Cho còn đánh thêm. Bạn ý bảo là cho con TMS LH cộng 10 này còn đánh thêm. Bây giờ đã thế nhá. Chỉ sút cái chân trái của Carlos TMS. Đá cho hiểu vấn đề luôn. Đức Thắng đã donate cho Vomino 10.000 đồng. 5 củ chát quá. Nếu thế tôi thêm vài củ đi một vòng sự kiện cho con vợ mờ. Ờ, cũng được. Chuyển ra chân trái sút. Cái gì mà 3 năm. Sút như này kêu 3 năm à. Hả? Hả cộng 2. 3 bàn cho trận đấu debut. Cái gì mà chân 3 năm. Này. Một quả chân trái. Hai quả chân trái, sút như này kêu chân 3 năm triệu luôn. 5 triệu. Giờ nhá, sau cái quả sút chân trái giờ không còn 5 triệu nữa, 7 triệu. 7 triệu với một vòng sự kiện. Anh em có một con Carlos Tevez LH cộng 10. Đối này bên thủ đâu đối chuyên nghiệp mà. Vận động viên chuyên nghiệp mà, Vũ Minh. Đối chuyên nghiệp mà nhở. Đối vận động viên chuyên nghiệp mà. Con vợ sút chân trái ngoài vùng cấm đi khó đấy à. Tiền đạo anh em lại bảo sút chân trái ngoài vòng cấm. Cái việc sút ngoài vòng cấm là của tiền vệ rồi. Tiền đạo phải ở trong vòng cấm mà sút chứ.
cần vận động viên thách đấu không ạ? À? Vận động viên thì phải vận động viên chuyên nghiệp, giờ có ở vận động viên thách đấu luôn ý ạ? À? Giờ có ở vận động viên thách đấu à? Tôi phải lắp một tí V1 vào cho con vợ này. Tiền đạo mục tiêu, châu bước 1. Nhảy đi. Vận động viên chuyên nghiệp 3 đấy, đừng có đùa. Thì đối thủ vận động viên chuyên nghiệp thì tôi bảo là vận động viên chuyên nghiệp. Có gì đâu. Rudy VTR 8 giờ còn ngon không? Bạn ăn con thì vẫn ngon mà. Cho em xem bê đời hồi xưa của anh dài á. Giờ còn đâu nữa mà xem được. Biết Thành Hòa không? Mình biết cậu hai ơi, làm sao đấy? Mình biết mà, làm sao vậy? Đã cấp rồi, cái gì hả Việt Linh? Hồi xưa mình vui team bê khá mạnh đấy. Anh em nào có muốn nhờ vui không nhỉ? Nhờ vui team không nhỉ? Ông này like ít mắt mà chăm chỉ á. Đức Đạt ơi, mình có thể dùng những từ ngữ nó hay hơn được không? Con vợ nói vậy, tôi buồn. Tay cầm nháy quy kiểu gì á? Biết Thành Hòa không ông top 1 siêu sao đó thì sao hả cậu Hải? Thì sao? Top 1 siêu sao thì sao? Cái gì nữa? Chuyên nghiệp 1 thì là vậy đó. Ừ thì sao? Ai hỏi? Tự nhiên biết Thành Hòa không top 1 siêu sao đó. Ai hỏi? Anh em nào hỏi cậu hai đấy? Anh em nào hỏi cậu hai hả? Ai hỏi? Lại bên TikTok rất đau đầu mấy con vợ trẻ con à? Nói chung là không hẳn tất cả đâu mà kiểu cơ bản là mình like bởi vì có nhiều anh em kênh mình muốn xem ở bên TikTok, kiểu thói quen đấy. Nên là mình cố phục vụ cho cả hai bên thôi. Chẳng quan trọng bên nào cả. Với cả đa số những em xem mình từ thời đầu là từ bên TikTok mà. Nhờ công nhận là cũng có nhiều thành phần toxic nên là cũng không tránh được anh em ạ. Like vì đam mê, cái gì mà vì đam mê? Tôi like vì tiền nhà, tiền ăn, tiền điện, tiền nước đấy. Mấy con vợ ủng hộ tôi đi. Tôi like vì tiền luôn đấy. Tôi bảo luôn tôi like vì tiền luôn đấy. Không phải vì đam mê đâu. May quá. Fabian vui cộng 10 đâu anh á. Hôm nọ đá rồi anh em ơi. Hôm nay test quả các lốt TFS cộng 10. Giờ tôi muốn làm một quả series những làn gió mới. Trải nghiệm những con kiểu mùa cũ cộng 10 đi. Trải nghiệm những con mùa cũ cộng 10 được mà. Đứa nào hỏi xuống cuối lớp gặp mình nói chuyện chút nhé. Rồi đi quả Việt Nam này thì đỡ à. Ông không về hẳn nữa à? Không anh em ơi, mình về Việt Nam hẳn rồi. Về làm nghề gì, like đam mê thì được bao nhiêu tiền, cố phết à? Thì thế, mới cần anh em ủng hộ đấy. Anh em thấy tôi khổ chưa? Úi giời ơi. Tại xem anh từ lúc đầu mà lên quen TikTok à? Đúng rồi. Hồi xưa mình like từ đầu là ở bên TikTok nên kiểu nhiều anh em xem quen bên ý ấy anh em ạ. Thôi tạ ơi, không gây quơ nhá, kệ họ, mình chỉ biết thế thôi. Chưa được. CD khác gì D anh á? Cái CD hình như là... Ừ nhở, cái CD khác gì D thường? Tôi cũng không biết luôn đấy. Hello mấy anh em mới vào nhá. Tôi FD xịt kìa. Đăng ký IT rồi nhưng mà vẫn xem TikTok. Thì tôi bảo mà nhiều anh em có thói quen xem bên TikTok đấy. Có thêm chữ C đó anh, đúng rồi. Thêm cái chữ C nhưng mà nhiều khi CD ấy, trong nhiều tình huống tự nhiên nó đứng lại cài người ấy, thành ra cái body suit nó lại thành kiểu không chuẩn anh em ạ. Nếu anh em không để ý thì nó là như thế. Kiểu nhiều tình huống nó có thể suit đơn giản ấy, nhưng mà tự nhiên thành cài người, xong rồi thành cái body xấu luôn. Tiên sinh ăn lóc thành đạp hụt hết MBG luôn à?
Tiên sinh tội nặng luôn mà. Tiên sinh tội nặng luôn đấy. Hôm qua anh em bảo mà, hôm đó anh em bảo mà, bảo quả thành đạt mà hôm ý lên đồng phát nhá là tiên sinh no đòn luôn. May hôm ý con vợ sang cắn đúng không? CD nó sút mạnh hơn nhưng ra chân chậm hơn à? Bạn ơi, con mắc cốt luôn ETL8 ngon hay con ESEN BTB8 ngon á? À, cặp với cờ rút chắc mình, nếu mình chắc mình chọn quả ESEN ấy. Nhánh quy tay cầm sao á? Nhánh quy tay cầm là L1 anh em ơi. Bóng căng hơn, lực ổn hơn tí á. Đi rồi, tôi đi với quả Việt Nam này rồi. Tôi đi với quả Việt Nam này rồi. Rồi. Con bọn nào có mờ khi vừa tờ rắn, vừa tờ rơ tán nhà tôi đi à? Lê Quan cộng 6 hay CC5? Mùa nào cộng 6 ở Đăng Phong? Cái gì nhỉ? Cái meta này, cái ZD không cần nó đang ảo lắm anh em ạ. Cái ZD không cần mình cảm giác là nếu mà đúng cái body ấy, sút phải 90% vào luôn đấy. Đấy nhá, nếu mà đúng cái body của nó ấy. Cái ZD không cần đang khá à? ZD không cần đang khá à? Không cần đến trận thứ 3 lộ Nguyên Đình, đang một đều nhá. Mới một đều thôi anh em ơi. Chỉnh map sáng đi ông ơi, nhìn tối quá. Ok anh em ơi, mình quên để cái sân tối đấy, sân ban đêm đấy. Ai bảo lộ Nguyên Đình ý nhở? Mới chơi tay cầm khó quá, mình luyện tay cầm còn hơn 1 năm cơ mà. Mình đã tay cầm hơn 1 năm mới bắt đầu thuần được đấy anh em ạ. Anh em cứ chơi nhiều lên, đừng nặng. Kiểu kể cả đá hạng các thứ thua, đừng nặng. Mình đá hơn 1 năm mình mới bắt đầu kiểu gọi là quen đấy. Giờ vẫn chưa kiểu thuần hẳn đâu. Giờ mà bảo thuần như bàn phím thì vẫn chưa, nói thật là vẫn chưa. Nói chung là đỡ ngố hơn lúc đầu. Phòng ngự bằng kinh nghiệm. Lấy đâu ra pen, phòng ngự bằng kinh nghiệm mà. Hello, tụng đỗ hello mấy anh em nhá. Em đã tay cầm 3 ngày đã được rồi á. Anh không chơi PES, có nghĩa là anh chỉ chơi từ FIFA 2 này, FIFA 3 này. Xong rồi sang FIFA 4 giờ là FC Online, có nghĩa là mình chơi bàn phím từ ngày xưa ấy. Nên nó trở thành thói quen rồi. Bắt đầu từ FIFA 4, à đợt FIFA 3 cũng có chuyển qua tay cầm nhưng không quen. Lại đổi lại bàn phím. Nói chung khó anh em ạ. Mình cũng lúc đầu mình cũng mua đi bán lại khoảng 2-3 lần cái tay cầm. Mua đi bán lại 2-3 lần cái tay cầm xong đến kiểu từ lúc mình mua cái PS5 là lúc ý quyết tâm tập luôn đấy. Vàng, wow, tí vào kìa. Quả nó mà xanh tôi nghĩ là vào bởi vì cái góc rộng quá rồi. Em đang định tập tay cầm mà đá mấy trận nóng cái đầu quá. Đúng rồi, đấy là tình trạng chung của tất cả anh em mới tập mà anh em kiểu không đá PES hay gì ấy. Từ FIFA mà bắt đầu tập tay cầm ấy, đa số đều thế, đấy là tình trạng chung ấy. Ai kiểu cũng muốn bỏ mà. Chết rồi. Phòng ngự bằng kinh nghiệm đi anh ơi. Con vợ làm cái gì đấy? Bán PES 5 thì lỗ quá à? Đúng rồi. Nói chung là quyết tâm dùng rồi nên là không bán nữa anh em ạ. Úi giời ơi, nhẹ đấy nhở. Tôi vẫn muốn thêm một bàn thắng Carlotte Vest để mai có video. Đi ra. Trời ơi,
Quả kia Lily kìa. Quả kia Lily với Bonucci của tôi phòng ngự đúng mặc cái kinh nghiệm luôn đấy. Không cần một chút tốc độ luôn mà. Có cần một tí tốc độ nào đâu. Không qua được nữa. Màu mè vô bổ. Thôi chết tôi rồi, thôi chết tôi rồi. Đứng lại, ok. Tạm dừng cái. Hình như tay cầm dao trỏ với skin dễ hơn đúng không anh? Skin được nhiều hướng hơn thôi chứ. Nếu mà tay cầm, bàn phím anh em vẫn skin dễ mà. Con vợ Phúc, ekip chắc là khả năng đây là con vợ Phúc Zola. Hôm qua không quay xe xem con vợ với STV á. Nhưng mà xem lại đánh giá con, đánh giá với lối chơi của STV hiện tại thì gặp Brozy căng à. Brozy họ vẫn là cái gì đấy trong cộng đồng này mà anh em. Sân này sân nào thế mình chịu luôn. Con vợ hỏi sân này sân nào để tránh đúng không? Sao màu của anh đẹp thế á? Sao mấy anh em bên ITB bảo tối nhở? Bóng cuối anh ơi à? Cái gì mới phút bóng 485 mà. Chiều mấy giờ đá? Hình như trên lịch hiện tại của Garena là 5:30 anh em ơi. Trên Garena hiện tại lịch đang là 5:30. Có thể là 5:30, còn chưa biết có bị delay hôm qua các thứ không. Bonucci phòng ngự bằng kinh nghiệm. Ok. Carlos Tevez phản công, ăn quả bóng cuối. Khỏe quá đi. Quả Carlos Tevez khỏe quá đi. Ê. Bóng cuối. Thôi. Ok, hết. Tối mà. Hello Nam, nhớ mà Nam ơi. Nãy STV là tiếp, nãy STV nếu mà thắng còn đá 2 trận cơ Tùng đúng không? Nếu mà hôm nay thắng còn đá 2 trận cơ chứ không phải 1 đâu. Hello mấy anh em mới vào nha, mấy anh em mới vào chưa follow, chưa sub, chưa like cho mình xin một like, một sub, một follow nha, cảm ơn em rất nhiều. Anh em phải mua chục bình oxy mới thở nổi à? Con vợ làm gì mà nghĩ ấy thế? Đâu nhở? Hút đúng không? Sân ban đêm, ok. Nốt trận anh em ơi. Nói như cái máy á. Giờ người ta mà xem mình phải cảm ơn chứ thắng. Con vợ đánh giá sao về chú ngựa T4M đá bản lĩnh mà. T4M đá bản lĩnh vãi đái luôn. Úi giời. Hạ toàn đội có tiếng sợ thật. Bốn cu cậu đều học sinh men up à? Cái gì thế Tùng Đỗ ơi? Vũ nhận định về cặp đấu STV với F5 như nào á? Theo tôi thì sẽ là một chiến thắng 3-1 dành cho STV anh em ơi. F5 cũng là một đội khá là mạnh. Với con bài chiến lược F5 Loki, phím thủ vẫn để lại một cái gì đấy. STV thắng DIH là dễ thở rồi à? Qua xem trận căng kìa. Qua xem trận căng thật. Hai đội đều hay thành ra xem đội nào thua cũng tiếc. Từ giờ đến cuối giải vô địch thì phải đá 2 game nữa nhỉ á. Hình như hôm nay nếu mà thắng thì được đá thêm một trận nữa. F5 đá hay thật nhưng mà pick team Barca nên hơi yếu á. Giờ mọi người để ý vào team Colon nhiều để được boost nhiều. Chết rồi, bên TikTok lại im lặng đến đáng sợ anh em ơi. Nốt trận đi anh em ơi. Nốt trận quả Carlos Tevez đi. Bảo rồi Minh ấy đang phong độ tốt mà cho cậu ấy vào, cậu ấy đá tiếp đấy à. Hello Minh Hy ấy. Hello Minh Hy nhá, hello mấy anh em nhá. Bên TikTok lắc mà anh á. Thế thì anh em qua hết đây đi, anh em qua. Anh em bên TikTok có thể qua ITB vũ video để ủng hộ mình nhá. Anh em sang cho mình xin một like và sub luôn nhá, cảm ơn anh em rất nhiều. Vừa từ TikTok sang bên này à, thì ra là bên TikTok lag, bảo sao im đấy. Thôi toàn tạ ơi, mình có thể đừng gây war được không? Sao tôi lại thua một trận 0-3 này?
mạng binh không rồi nhở? Hay là đá ban ngày, hay là tại đá ban ngày nhở? Hay là tại đá ban ngày ta? Anh em cơm nước gì chưa? Mạng chán á, cái gì? Mạng tôi mạng ngon nhất của FPT rồi. Tôi hỏi bên ý là có mạng nào ngon nhất thì đây là mạng ngon nhất rồi anh em ơi. Mạng đắt tiền nhất, mạng ngon nhất rồi. Mấy con vợ chê tôi chả biết. Tôi chả biết phải dùng mạng nào nữa mà. Khả năng là do nhà mạng, không phải do tôi nhá. Tôi không có tội. Tôi không có tội. FPT thì chịu anh ơi à? Thế phải dùng mạng nào? Dùng mùa mới cũng đang đi cũng được, đang không ạ? Đá tay cầm tập nhiều không anh á? Anh em cứ đá nhiều vào, một ngày là khoảng 5 trận thôi. Một ngày 3 đến 5 trận là được. Đá hàng ngày ấy thì nó quen thôi mà. Hôm nay có giao lưu không anh á? Có bạn ơi, bạn thể hiện cái tình cảm của mình đi nhá. Nhưng mà tình cảm đủ đong đầy ấy, thì anh sẽ đá đấy bạn ạ. À, ở bên Ocean Park con vợ quên tiên sinh chuyên gia đá vào dây mạng hả? Nhưng mà tôi dùng mạng khác mà. VNPT mới đã. Ocean Park bị thế á. Phải lập tí 4 chữ à? VNPT á, thế hả? Hello 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 Cảnh Nguyễn nhá. 7 chữ đi à? 7 chữ là nhà mạng nào nữa? Nhà mạng nào 7 chữ đấy? Tuyển Đức chơi Get Muller ổn không á? Con Get Muller là một con rất điểm ngon nhưng mà bị cái nhược điểm là hơi chậm đấy anh em ạ. Hơi chậm đấy. Uầy! Cái gì vậy? Cắt lúc tay vét NH cộng 10. Nét chưa? Nét chưa? Con vợ nào ra giá 5 triệu? Giờ lên 7 triệu. Hai chân 5 năm luôn mà. Chân 3 năm nhưng mà đá như 5 năm. Yêu thế uầy, quả ảo lòi luôn đấy. Xoài. 7 triệu nhá, anh em nào có anh em nào có nhu cầu có thể liên hệ mình nhá. 7 triệu. Cái gì Minh Hy ơi, anh trả lời rồi mà nhở, không cần đá luôn. Sợ nhở, quả cắt tóc tem hết này. Mấy con vợ bảo tôi 5 triệu đắt mà đá như thế, bảo 5 triệu đắt. Tôi phải tập trung focus vào cái con template này để cho lên giá, bán cho được giá anh em ạ. Con vợ cho tôi check quả hàng chỉ số ẩn xem nào. Tí nữa Tùng Đỗ ơi, tí nữa xem xong quả chỉ số ẩn khả năng lên 10 triệu đấy. Đang 7 triệu có chốt luôn không? Đang 7 triệu có chốt luôn không? Xem xong quả chỉ số ẩn nhìn mê phát lên 10 triệu luôn này. Con này 50.000, 5 triệu đồng ngọc gãy tay thật đó. Đá như thế cơ mà. MU cộng 10, MU MC. Anh em thích vui team nào thành mạng được. Team có lon ngon. Mày. Đâu giờ ai chê tao, gọi số điện thoại là toàn thuê bao à? Ai chê được con này ta? Sao có người chê được quả các lotte vet LH cộng 10 này nhở? Tôi vẫn chưa hiểu. Cứ một bàn là thêm 2 triệu thì chịu rồi á. Nhưng mà nó đá như thế cơ mà thắng. 7 triệu của em ấy có thể chơi được một vòng sự kiện. Nhưng mà có mua được con hàng MU cộng 10 không? Hỏi thật. Con hàng MU cộng 10. MU thế để tôi giới thiệu lại cho anh em nhá. MU là một trong hai đội bóng nhiều danh hiệu nhất của ngoại hạng Anh. Đội bóng giàu danh hiệu đéo nói nhá, bực vãi rồi. Cứ nói đến là MU là bực mà. Một pha FD xịt trừ 5m à? Thế thì bây giờ con vợ này còn 2m à? Líu lưỡi. Định bảo là MU là một là đội bóng thứ hai nhiều danh hiệu thứ hai của ngoại hạng Anh. Mà nói nó cứ như nào ấy, cứ nói đến MU là tôi bị thế. Carlo Tevez, mở tốc. Khả năng xanh là vào ấy nhở?
Té bét vô giá chọn không lấy á. Nhiều người muốn lấy đấy, nhiều người muốn lấy đấy. Ui! Quái mà vào thì lên bao tiền hả anh em? Quái mà vào khả năng phải 12 triệu ấy nhở? Uầy. Tí nữa thì lên 12 triệu mà. Nhanh lên. Con vợ nó ưng thì nhanh lên. Nhanh cái tay lên chốt đi. Không là tí nữa lên cao đấy. Quả vào 20 triệu. Nghe gì chưa. Mà quả Carlos Tevez đá nhè mà không thấy ai ra kèo cho Carlos Tevez nhở. Không thấy ai ra kèo cho Carlos Tevez luôn mà. Con vợ Đức Trắng có nick FB không nhỉ? Có đấy Linh Trần ơi. FB là Đức Trắng luôn đó. Khó đấy, ghi bàn vào lưới của Juventus khó đấy. Đội bóng có cái bức tường thành mạnh nhất Serie A. Cánh, chạy đi. Pogba cái thời Juve thì anh em hiểu vấn đề rồi đấy. Phật sống mới mua con này 7 triệu, 2 triệu còn suy nghĩ á. Cắt luôn TMS LH cộng 10 mà 2 triệu á. Có không em mà có tôi mua 10 con luôn. Tôi mua 10 con thì tôi đập cắt luôn TMS cộng 11. Cái gì thế? Chuyển cho TMS đi mất chi siêu à qua đây là. Con vợ đá tham thật đấy. Không có tí đồng đội nào luôn mà. Không chịu được nhiệt đến từ Carlos Tevez. Ok anh em ơi, như vậy là tôi đã trải nghiệm xong của Carlos Tevez LH cộng 10. Sau khi trải nghiệm xong tôi báo giá luôn 7 triệu. Anh em nào ưng thì inbox vào việc, còn không thì thôi đừng nói chuyện. 7 triệu nhá anh em ơi. Chỉ số ẩn sút xa sút xoáy, đánh đầu mạnh cứng như thép, mã tốc độ đâu để xem nào. Tranh cãi với huấn luyện viên hay tranh cãi huấn luyện viên. Anh em nào mà hiền ấy không nên chơi con này. Con này có chỉ chuẩn tranh cãi đấy. Cái tôi cao. Carlos Tevez cái tôi cao nhá. Tôi cần một anh em huấn luyện viên gọi là biết chịu đựng. Sút xa sút xoáy vẩy má ngoài, ma tốc độ. Khả năng khéo léo bước 1, chạy điên thế á. Từ từ, chưa điên đâu. Tôi định gửi nick M4 cho con vợ Đức Thắng để test độ con run kick icon cộng 8 á. Sao không phải gửi cho tôi hả Linh Trần? Con nào cao bằng mẹ em. Check đi con vợ chạy điên thế à, vãi thật à. Nào, giờ nhá, tôi bảo rồi, check trong quả chỉ số. Không còn cái giá 7 triệu nữa, 7 triệu rưỡi. Check trong quả chỉ số lên 7 triệu rưỡi nhá. Xem chỉ số xuất xoáy á. Cảnh Nguyễn đã donate cho Cảnh Nguyễn 15.000 đồng. Test donate luôn à? Uầy, lại thêm một con vợ nghiện, Cái gì nhở? Với cái chỉ số xuất xoáy ấy, anh em không cần xem chỉ số xuất xoáy. Không cần xem bởi vì có chỉ số xuất xoáy rồi. Anh em có thể chọn cho mình một chỉ số ẩn tùy thích. Ngày mai test con này được không? Ngày mai test con này được không hả anh em? Đánh đầu mạnh nó truyền dài chứ hay là làm cho quả siêu cản phá đấy. Mai test quả Lucas được đấy nhở. Mỗi ngày tôi test một con một quả làn gió mới. Mai test quả CB. Giờ vào test luôn quả sút phạt của Carlos Tevez nhá. Nhìn mà ra linh láng à. Giờ test luôn quả sút phạt của Carlos Tevez. Giờ tôi phải lên tiền con này. Tôi phải nâng tầm Carlos Tevez anh em ạ. Hình như tôi hết nghiện rồi thì phải á. Nam ơi, Nam chưa hết đâu. Không ai nghiện mà biết mình nghiện đâu. Đá anh em CC với Goodie Icon chưa rồi. Đá rồi mà, sao đấy hả Tùng Đô? Vào group của con vợ Đức Trắng kiểu gì? Cái gì tôi là chủ kênh mà sao lại vào group của con vợ Đức Trắng? Tôi là chủ kênh mà.
Thôi, đồ anh em phải di chuyển thôi. Giờ làm gì nhở? Giờ không biết làm gì luôn mà. Thôi chắc là sang đá đích chính đi nhở. Đức Thắng cua mất chức bất chủ tịch. Giờ con vợ Linh Trần còn định gửi cho con vợ Đức Thắng nick để test, xong lại còn gửi lại còn định vào group của con vợ Đức Thắng luôn mà. Ủa, tôi không biết ai mới là chủ kênh. Anh em ơi. Tôi vào nick tôi đi. Tabi nhưng trong giao diện Vumino ở Hello Hello Phước Gaming. Thầy nào cho đấy, check man xanh á. Thôi chị Hùng ơi, man xanh kênh này nhìn làm nhiều rồi, để hôm khác nhá, để có gì mình lên lịch sau chị Hùng ơi. Hello hello Noa nhá. Hello Noa nhá. Noa này vừa đến kênh mình gì vậy? Chào bạn. Noa có gì vừa vào cho mình xin một like một sub nhá, cảm ơn bạn rất nhiều. Còn vợ Vũ vào group kiểu gì á? Ở phần mô tả có link, bấm vào đấy. Vào đi tôi duyệt cho. Nhiều man xanh quá rồi, kênh mình làm nhiều man xanh quá rồi. Mà con vợ chị không biết thành man màu gì không mà định gửi tôi quả man xanh đấy. Ờ nếu mà ST thì Rô CC Tùng Đỗ ơi, còn Gulit thì đa năng hơn. Hai con thì nếu mà đá ST thì tôi nghĩ là ST thì Rô vẫn hơn, còn Gulit đa năng hơn. Gửi lời mời rồi đấy ạ. Đỏ sao à? Anh ơi, sao hả em? Em có bát xa 23 U full 5 anh Tết không á? Gần 700 sắp rồi à con vợ à? Anh em nào chưa sắp chưa like cho mình xin một like một sắp đi, cảm ơn anh rất nhiều. Em có bát xa 23 U full 5 á? Anh có quả bát xa này anh em có muốn Tết không? Bình ơi anh có quả bát xa này đấy. Anh cũng quả bát xa này nhá. Nick ông anh có thể vào đá được luôn đấy. À nhưng mà 23 U mà nhở. 23 U khác mà. Cái gì vậy sao anh xuống top này rồi? Từ anh em ơi. Sao tôi xuống sâu quá. Hôm nào vui team xoay quanh Fabian vui đi nhở. Còn hôm nay chắc cứ đá quả Tottenham này tí. Ba nghìn điểm siêu sao bao nhiêu điểm đấy anh em? Bùi đi á, hết tiền rồi. Còn mỗi 42 tỷ, anh em nào đầu tư không? Hết sạch tiền luôn mà. À thôi đã xếp hạng đi. Còn 42 tỷ làm sao mua được team gì? 3.200 điểm là được lên xem sao, ok cố. Thôi vào luôn anh em ơi. À, trận đấu đầu tiên ở cái danh thích đấu của tôi. Hết tiền rồi. Hoàng tử Lo Đúc gặp Hoàng tử Long Biên. Được. Hoàng tử Lo Đúc gặp Hoàng tử Long Biên anh em ơi. Khoe đâu. Vì viewer tí đi à. Bán Gulit nhận vội là có tiền á. À? Ai đầu tư cho cái S-VIP đi, tôi không có S-VIP. Farmer, uầy. Cảnh Nguyễn đã donate cho Vumino 15.000 đồng. Phải bill đấy. Ok, Cảnh Nguyễn đã từ. Mẹ con vợ Hoàng tử nó đúng một đùi ghê đấy. Rô 22 TI cộng 8, Benzema mùa gì đấy cộng 8. Alaba BTB cộng 9, uầy, các ai cần cộng 10, à cộng 7. Vãi thật, ác này tốt VIP mà. Chết rồi, sao tôi lại vừa bảo Hoàng tử Long Biên với Hoàng tử Lo Đúc nhở. Hoàng tử Long Biên phèn điên luôn đấy. Thôi mà, đừng đá bằng tiền. Lolente 22 TI cộng 8, Eseng Icon Moment cộng 5, Netbet Icon Moment cộng 5. Rudiger FPL 8, Hakimi 21, UCL cộng 9. Top 3 là thẻ năm 2023. Ra vậy. Theo Hernandez cộng 10. Why?
Tôi mới đọc tên, tôi mới đọc mấy cái mua thẻ thôi đã thấy đau thật rồi. Tôi chuyển Perisic. Wow, ghê quá rồi, nhìn ghê quá. Bao giờ mượn được cái ngày để test nhỉ? Chết rồi. Mày bắt tôi lên mê góc rồi. Hoàng tử ló đúc này là đứng cung tốc anh Roy thông quan hay sao ấy à? Ghê nhá, đời ghê nhá anh em ơi. Anh em quên tôi đá bằng trình độ à? Anh em quên tôi đá bằng trình độ rồi nhở? Đừng để tôi phải nói là ai. Con vợ vũ sốt chắc khóc không? Đá những nick này mình lại thấy rất thoải mái. Bán một hòn bi đi là đủ mua nick à? Sợ còn không đủ ấy. Hoàng tử long biên này nhót rồi á, nhót là rõ. Hoàng tử ló đúc này chiến quá. Hoàng tử ló đúc chiến quá anh em ơi. Cột 2, 1-0. Đúng vào thế của mình rồi mà nhở. Đúng cái thế cột 2 rồi mà nhở. Vào đúng thế rồi mà. Đi tôi rồi. Bấm enter nhắn xin mượn nick luôn anh nhá. Mua cái khác rồi Nam ơi. Đi rồi. 1-0 thật à? Nick bên kia đẹp vãi. Toàn kiểu hàng độc luôn đấy. Con này xem nó cắt bóng như thế thì này thì Hoàng tử Long Biên à? Chưa hết trận nhá. Mấy con vợ theo đối là sai nhá. Mấy con vợ theo đối là sai đấy. Các bạn đang sai đấy. Anh em đang sai đấy. Quả này phải, này phải hai quả thật bốn bên mắt mới một cánh tay động vào được à? Anh em đang sai nhá. Tôi bảo rồi mà. Quả tôi mà đi được thì là ai theo đuổi cuốn gói ngay ra khỏi cái trường nghề này nhá. Ai theo đuổi cuốn gói ra khỏi cái trường nghề luôn đi. Ai theo đuổi thầy tôi, bây giờ lại thầy tôi à? Quân qua đây rồi à? Không biết đâu thắng ơi. Nhào để ý thì mấy ông nick với chữ hoàng tử với thái tử toàn ác khủng à? Đã thắng khả mai, khả năng mai lên báo á, sẽ mai lên báo. TikTok sập rồi kìa. TikTok sập đi hả anh em? Bảo con vợ từ nãy á. Đâu không. Bên này vẫn ok mà nhở. Quả Ronaldo chạy sợ thật đấy.
như tên lửa luôn mà. Trời ơi, sao vậy? Quái mà chọc thì thôi luôn chứ còn gì. Quái mà chọc được thì thôi luôn chứ còn gì nữa. Ảo, ảo, đội bạn đá hơi ảo nhá, đội bạn đá hơi ảo nhá. Đội bạn đá hơi lạm dụng tiền rồi nhá. Đá chậm lại đi, đá chậm lại đi. Đối bạn nhanh hơn mà. Cái gì vậy, cái gì vậy, cái gì vậy? Giao lưu của em trận không anh á, giờ em đang có máy á. Ờ, thể hiện cái tình cảm của mình sẽ được giao lưu anh em ơi. Thể hiện cái tình cảm của mình đi. Đẹp quá. Cay chưa? Theo tôi, anh em làm theo tôi nhở? Anh em làm theo tôi nhở? Anh em theo tôi nhở? Tôi làm được rồi, tôi làm được rồi. Bố mẹ ơi, con làm được rồi. Bố mẹ ơi, con làm được rồi. Clip cái gì hả anh em? Đây là chuyện thường ngày của kênh này mà. Clip gì? Chuyện bình thường mà nhở? Có cái gì đâu, một trận xếp hạng gọi là cơ bản thôi mà. Clip làm gì? Ui, Perisic với Kulusevski có mâu thuẫn à? Mạnh hai con toàn đâm vào nhau thôi. Ok, không biết chạy bao điểm anh em ơi, đội bạn hơn điểm tôi. Team bạn hơn điểm tôi thì phải, nếu tôi nhớ không nhầm, nếu tôi nhớ không nhầm. Liền. Ok. Sắp chui vào top 100 những người đá hay nhất của Việt Nam rồi anh em ơi. Hoàng tử Long Biên. Hoàng tử Long Biên thì chỉ có một. Còn vài điểm cao ấy. À bằng mình kém mình luôn mà. Một chiếc siêu sao luôn mà anh em ơi. Sợ quá. Mẹ em đang đá chuyên nghiệp với cả thế giới quen giờ lên toàn thách đấu siêu sao này ngợp quá. Lọc biên hơn lò đúc à? Đá với em kia anh ơi á. Thể hiện cái tình cảm của mình đi đã.
Đừng nói suông, giờ cuộc sống dạo bây giờ nói miệng khó lắm. Tầm này gặp quả roi nhót ngay à? Mấy anh em đội toàn mấy anh em đội kinh luôn mà. Toàn mấy đội khiếp luôn mà. Quả Tottenham tôi vui mạnh phết đấy chứ nhở. Vừa nói xong ăn luôn quả đấm vào mồm. Đúng rồi, các bạn đây City kia đánh giá chưa ra đời chưa biết sống rồi. Tinh tế là có thừa nhưng mà độ hiểm thì không. Uầy, sút quả ghê vậy. Chết rồi, đi rồi. Em mới vào đời nên chưa hiểu chuyện, anh em thông cảm à. Thế khó đấy. Lên danh mà bắt tôi cũng được mà. Lên danh bắt tôi là được đá với tôi ngay mà. Vị chưa? Tưởng chưa vị. Mạnh nhưng vẫn thiếu cậu Ian Rai à? Chẳng lẽ cái đá ngã rồi. Đấy ơi, Son Heung-min. Đáng kết quả Son Heung-min 24 TI quá. Nhưng mà nhìn quả 5.000 tỷ khiếp quá anh em ạ. 5.000 tỷ cho một vị trí cánh tôi nghĩ là chưa xứng đáng. Mày sắp có cái mồm. Hoàng tử Long Biên. Mê chưa? Chẳng quái đã mê chưa? Uầy, hay là hôm nay đua lên luôn quả siêu sao anh em ơi. Nay lên luôn quả siêu sao nhỉ? Chết rồi. Mang FPL Summer đến đây, nhanh lên. Khi phong độ đang cao. Mang quả FPL Summer đến đây anh em ơi. Khi phong độ tôi còn đang cao.
họ bỏ TikTok nó là TikTok vẫn ok mà. TikTok tôi thấy vẫn đang có người xem mà nhở. TikTok tôi thấy vẫn đang có người xem mà nhở. Biết chớ là gì không à? Top 10 được vào X-Men luôn à? Được đấy, được đấy. Mang FPPL Summer đến đây cho tôi anh em ơi. Nhanh lên trước khi xuống thế giới. Nhanh lên trước khi xuống thế giới nào. Đi rồi. Check in là biết TikTok lỗi rồi à? Thế thì kết thúc đi xong bật lại. Mà thôi tắt mẹ TikTok đi. Anh em vào sang đây xem hết đi. Em sao qua YouTube xem với tôi hết nhá. Tập trung quá mấy con vợ này. Bỏ TikTok anh em ơi. TikTok cái gì? TikTok cái gì? Mấy con vợ này. Truyền toàn lỗi kìa. Lướng ngang lướng ngớ hỏng phím rồi à? Thua đổ tài à? Nhà cái giặt xếp à? Đằng cằn quá. Nay chắc ngồi đá lên siêu sao luôn cũng được đấy nhở. Đá chậm lại, tôi đá chậm lại. Đang bị cuốn. Vừa bảo là đang bị cuốn theo đội bạn quá. Tạt rồi, cột 2 chết rồi. Chớ rồi. Thôi, hoãn lại FPPL mùa summer anh em ơi. Hoãn FPPL summer lại nhá, từ nhá, tôi chưa đá được. Bảo Garena từ không tổ chức nhá. Thấy tiền đá chưa? Con vợ quân bảo ai? Đội bạn hay tôi?
đấy mà đóng cái mâm thì tốt à? Thôi, đóng gì cái mâm? Tôi đau đớn, tôi gục ngã. Vũ thua game này là do áo chật, do tay cầm nhiều nút, do bắt xạ tua bay lên. Giống tốt lần sáng của ba không cả. FPPL Summer từ từ ấp đến, đừng đến vội, tôi chưa sẵn sàng xong, tôi chưa chuẩn bị kịp. Ba một mà ba một rồi còn thua ngược 4-3, nhục chưa? Tốt đợt dáng này à? Trời ơi, trời ơi, tôi muốn giết người tôi yêu. Tập trung anh em ơi. Ôi, từ mai làm quả FPPL Summer. Cái gì nhỉ? Hồi xưa tiên sinh làm cái quả FPPL cái gì nhỉ? Ba một bóng cuối là đẹp rồi à? Thôi anh em, nói chung là kiểu cái xếp hạng, cái danh hệ quả biết cũng được cái gì đâu. Đá kiểu để lấy tay với cả để cho anh em xem thôi. Kiểu nhiều khi tôi đá cái danh chuyên nghiệp thế giới, mấy em bảo tôi đá gá thứ. Tôi muốn lên đây đá để thể hiện cái trình đó, chứ không phải là tôi cần danh hay gì cả. Tôi lên đây để gặp những cái đối tay to để tôi cho anh em biết tôi đá hay như nào thôi. Thắng thua không quan trọng với tôi. Thủ đần đấy nhở, sao tôi thủ đần nhở? Uầy Hugo Lewis kìa, Hugo Lewis kìa anh em ơi. Thôi ok, phản công lên à, lên à. Một nhỏ. Làm được. Tôi làm được. Hôm nay anh em phải ở lại với tôi lên siêu sao nhá. Cầm bút vào đi trốn đấy. Tôi muốn trên cái chặng đường trở thành 100 người đá nhất Việt Nam. Trong đấy có anh em đi cùng với tôi. Đó. Thôi không sao, có trình mới tiếp, còn không trình thì nhót à. Tôi muốn trên cái chặng đường mà trở thành một trong 100 người đá hay nhất Việt Nam. Trên chặng đường ý có anh em. Sỏi ơi, Van der Ven. Cái chân của Van der Ven. Đang cách đấu 3 ít điểm, chắc tôi thấy bán chuyên à. Leo danh ngược á, cái gì mà leo danh ngược. Tôi lên siêu sao luôn cho anh em xem đây này. Chọc cái chân vào đi, đừng để họ sút. Chuyện ai vậy? Đi tôi rồi. Hay. Lê Vũ Long, tại sao lại phải giữ bị ở MU ta? Tại sao Lê Vũ Long lại phải giữ bị ở MU? Tôi vẫn chưa hiểu. Tại sao? Anh ấy đá hay như vậy. Trời ơi, W khả năng là đi luôn. Hạ cái tôi xuống à? Đúng, quên. Hạ cái tôi xuống. Chưa tài đâu Vũ ơi. Nhưng mà tôi đang thấy tiếc cho Lê Vũ Long. Ở Tottenham của tôi đá hay như này, tại sao lại phải về MU dự bị ta? Tại sao lại phải về MU dự bị nhở?
giật đúng không? Rồi ôi, tôi bắt luôn cái bài. Tôi bắt luôn cái bài từ lúc bạn đi chưa truyền. Cánh ơi, chạy đây. Cột 2. Con vợ bắt đi kể theo sát đấy. Tên toàn lông với lá thế thì chẳng dự bị. Vũ bình thường không. Nay tôi còn bỏ cả pin để xem cái đồng công hiến của Vũ mà Vũ đã thua lại còn gánh. Cái gì mà gáy. Còn chia xa nó cứ cái lòng chân trái kìa. Tôi nhớ nó thật chân phải mà nhở. Nào. Tối xem cái tivi không hay có á đu ơi. Chắc là đá lên siêu sao rồi đi ăn cơm nhở. Thế khả năng nhịn mẹ mất. Đá lên siêu sao xong đi ăn cơm khả năng nhịn mẹ mất. Bắt nhẹ cái bài. Top 100 người hay nhất đá hay nhất Việt Nam đó chính là đối của Vũ à. Nãy STV thắng 2 game thì ngon à. Thế thì bú sụt luôn đấy. Đường trở thành 100 người đá hay nhất Việt Nam của tôi đang rất gian nan. FD mà đá lọc cái đầu quá. Bình tĩnh. Không được nóng cái đầu. Gặp lại team Thành Hòa, sốt xịt xịt luôn mà. Đá nóng cái đầu lắm. Đi con mã. Ronaldo 24TI8, à 21TI8 hơn BTB8 nhiều không á? Hơn cái chân 55. Hơn cái chân 55 là hơn nhiều ấy, anh em ơi. Mình thấy cái game này 2 chân 55 nó vẫn là cái gì đấy, nó khác bọt nhiều đấy.
Uầy, này mà tôi đi đá kiểu MVP ao kiểu mặt đối mặt thế nào nhở? Nóng cái đầu luôn đấy. Đức Thắng đã donate cho Vumino 10.000 đồng. A à, cái gì mà a, nhót luôn. Tại sao tôi lại vào đá xanh? Tại sao tôi lại vào đá xanh? Uống miếng nước cho nó cay. Hiếu Hoàng đã donate cho Vumino 10.000 đồng. Cay thế này là phải làm tí lá ngón sấy khô. Ok ok, thank you Đức Thắng, thank you Hiếu Hoàng. Thôi đi ăn cơm anh ơi, đợi đấy lên siêu sao à? Tôi phải lên siêu sao trong ngày hôm nay. Anh em còn ngồi tôi còn đá. Hoàng tử Long Biên ăn được quả hoàng tử lò đúc phát là đi luôn mà. Ăn phát quả hoàng tử lò đúc xong đi luôn từ đấy đến giờ. DVD 002. Anh em chủ thôi á, đừng mà quân ơi, tôi nhìn cái sơ đồ này quen lắm, 4-1-3-2 này. Hơi nhẹ nhở, chọc quá hơi nhẹ. Lại vận động viên ở đâu đây à? Sơ đồ vận động viên, không phải vận động viên, sơ đồ vận động viên. Thôi anh ơi, làm bát cơm đã, bình tĩnh à? Con vợ không lên siêu sao được đâu à? Tí đói ngất ra đấy á, khả năng tốt chết cái danh này thôi à? Tốt vừa thua xong bảo giống bầu u á. Tôi phải lên siêu sao. Tôi phải vào top 100 người đá hay nhất Việt Nam để còn gia nhập TDC. Tôi muốn gia nhập TDC, tôi muốn thi đấu cùng anh ấy. Một người đã truyền cảm hứng cho tôi khi 35 tuổi có trận debut tại FPBL. Tại sao tôi không thể nhờ? Tôi mới 24 cơ mà, tôi còn ít nhất 10 năm nữa để nỗ lực. Đừng. Đóng cái mâm là anh không mâm. Thua không mâm anh em ơi, kể cả thua không mâm. Học trò thầy Tabi mà dọn mâm là dở đấy. Mấy giờ FPP bắt đầu đá, hình như là 3 giờ hay 4 giờ ấy. Vào team TG rồi, TG dự bị á. Tiên sinh đá hay mà anh em, tiên sinh đá hay mà. Tiên sinh đá hay mà sao tiên sinh lại phải dự bị nhở? Tôi mới là người dự bị cho tiên sinh. Perisic ơi! Perisic xúc tế là dở rồi. Vị
sang cổ vũ Tizi đi vũ cho xong à? Làm gì à? Hồ Hiếu, sao cổ vũ Tizi làm gì? Tôi bị cái nói to ấy, với nói nhiều, sang đấy anh em không quen. Sang đấy bên Tiên Sinh không quen anh em ơi. Trận đầu Lake Beat với Tân Nhiên là hình như thế anh em ạ. STV đá trận 2. Được rồi. Thank you TDC, TZ, Heo Go, TDC, Vũ Mino à. Nghe cũng hợp lý đấy nhờ Việt Linh nhờ. Tiên Sinh giờ qua làm chủ tịch được mà. Hay rồi à. Tôi bảo rồi, tôi không mâm anh em ơi. Tôi thủ kể cả thua tôi cũng không mâm. Cái mâm làm cái gì? Tí còn ăn cơm, tôi đã ăn gì đâu. Đọc cái mâm thì tí ăn cơm làm sao được. Vị nháy rồi. Con vợ Vũ trận này đá như lên đầu, trận nào cũng thắng trước mà Linh Trần ơi. Có giữ được kết quả hay không? Tôi hay bị thua ngược lắm. Kiểu tôi thủ không tốt ấy. Tôi thủ, nói thật là tôi thủ không tốt. Chờ gì gôn đã. Ngày này 10 năm trước chúng ta sẽ thấy STV Vũ Mino. À 10 năm nữa. Đá danh một sơ đồ tôi cho Linh, đúng rồi, kể cả về sau nhá. Sau kể cả tôi mà đá FPBL ấy, tôi cũng chỉ đây là có cái F3 tiền đạo lưu về hút trong phòng ngự của anh em. Đá một sơ đồ thôi, cần gì phải đổi hai sơ đồ đâu. Giờ cái tiền đạo hút trợ phòng ngự này khác gì mâm đâu mà. Di nhẹ cái gôn nhá. Đây đúng không? Nói đá mâm trong STV của Minh ơi. Anh Minh ơi đá thủ tốt. Hôm qua đá có cần lên bóng không? Đá cứ thế thôi, vào pen thắng. Nhưng mà trong đội phải cần một người như thế anh em ạ. Bởi vì có Sang với cả thầy là đá kiểu tấn công rồi, phải có một người đá thủ như thế hợp lý đấy. Mời anh em ăn cơm à? Ekip rồi à? Nhẹ thế. Ao 20.000 không ao. Tôi đang cần vào top 100 người đá hay nhất server Việt Nam để gia nhập TDC mà. Đá để gia nhập mà. Hay. Hôm qua Minh đá tốt, qua thấy Linh Dư bị dài rồi à. Qua anh Minh ấy đá quá tốt luôn đấy. Vậy cần STV mình nắp đấy á. Anh Minh ấy đá thủ tốt mà. Tí rau tí bún cần gì mâm mà. Mày. Không biết trận này được bao nhiêu điểm nhỉ? Tôi vừa mất hình như là khá điểm đấy. Chuyển đần chưa? Cái server Việt mình mà như server Hàn thì tốt, kiểu lên cộng 8 ấy là được cộng thêm một chỉ số ẩn rồi ấy thì ngon. Con vợ kia ekip à? Tôi xin bảo con ra bắt bài trước nhưng mà bắt bài xịt thế nào vẫn bắt được. Ronaldo khỏe vãi lìn. Không biết Ronaldo mùa gì.
Gôn cháu không sút nhiều vấn đề rồi à? Con vợ kia nghĩ nhiều quá. Uầy, anh em ơi. Đây là lý do tại sao tôi thích quả hậu vệ cánh. Tôi nên ngày tôi đập đi xây lại quả quốc dân đấy, quả icon đấy. Bởi vì tôi quen đá hậu vệ cánh lương cao, anh em nhìn chưa? Anh em nhìn hậu vệ cánh lương cao nó sút chưa? Đấy là khác bọt luôn đấy. Khác bọt luôn à. Này, cho quả hậu vệ cánh ZD thì sao nhỉ? Không được. Vừa phải thôi Vũ ơi, hạ cái tôi xuống. Uầy, con Van Der Ven, tại sao Linh Trần cứ hỏi Đức Thắng nhỉ? Tôi là chủ kênh mà. Ơ, con vợ Linh Trần có xem nhầm kênh không ấy? Từ từ đã, từ nãy đến giờ khả năng con vợ Linh Trần này tưởng Đức Thắng là chủ kênh. Con vợ Linh Trần hỏi Đức Thắng thì có xem FPL không à? Đức Thắng trả lời đi. Tôi không biết ai là lại streamer luôn mà, con vợ Đức Thắng mới có cái cơ lê, đã có tí quyền lực rồi. Khả năng tôi phải bỏ cái cờ lê của con vợ Đức Thắng thôi. Con vợ Vũ mà like thì vào xem, còn không thì xem một mình. À, đang nói chuyện trên live mà con vợ Vũ hai con vợ có vẻ thân thiết đấy. Maestro về rồi ạ. Maestro về like FPL rồi ạ. Ơ nhờ. Uầy, nay mà anh nhập like thì thôi đấy, lấy đâu vào view. Chắc tôi like không ai xem. Chém gió thao thảo rồi ăn chửi á. Đang nói chuyện riêng, có nói chuyện gì liên quan con vợ Vũ đâu à? Con vợ này thách đấu đúng không? Con vợ này không biết bao nhiêu điểm nhưng tôi thấy đá hơi dưới sức. Hay là chắc là vỡ trận. Chắc là vỡ trận anh em ơi. Đức Thắng để mét tí em gửi qua chữa bệnh nhé. Cái gì nữa? Lại Đức Thắng chữa bệnh. Tôi là Vũ Mino ta mà. Kêu TG để view qua lên 1.000 sub đi anh á. Thôi hồi yếu ơi. Làm trận đơn, trận cuối anh em ơi. Thắng anh thua đều nghỉ nhá. Con vợ bên kia 348 điểm ấy, 348 điểm, hơn 3.000 điểm mà, 3.048 chứ. Ờ, cái sắp với cả cái sắp ấy thì mình nghĩ là nó cũng chỉ một phần thôi. Mình muốn cái view anh em mình xem ấy, với cả tương tác với nhau nhiều ấy. Chứ cái sắp nó cũng chỉ một phần thôi anh em ạ. Đang kiếm meme cần mâm đập vào mặt Vũ Mino à, mà đâu mất rồi á. Lên quả 3K1, điểm nghỉ là đẹp này. 3K1 điểm xong rồi ăn trưa ngủ nghỉ các thứ xong rồi tí lên xem FPL là vừa. Nhập 3.018 điểm ừ. Lại siêu sao rồi, lại siêu. Tuyết. Trích va. Tân Niên Madison. Ok anh em ơi, đây là một liều thuốc thử rất tốt cho mình để xem có thể FPL Summer here we go không? Rat to FPL Summer à? Min thôi đừng mắc đã donate cho Vũ. Thank you Min thôi đừng mắc. Tôi tưởng anh này fan Liver mà sao lại đá top thế này? Tôi đang mặc áo Liver luôn mà. Sạc tốt đấy. Cái gì toàn tạ ơi, bạn phải theo tôi chứ.
Chết rồi, gặp đối à? Thank you, tân nhân Madison Hugo Vumino à? Đối này vụt mất tay à? Nói chung là đây là cũng là cơ hội để mình ấy mà anh em, để mình cọ sát mà. Có nhận lên cái danh cao đấy, chả gì vui khi được gặp tuyển thủ hay là kiểu top các thứ đâu. Bởi vì lên đây thì sẽ được cọ sát đấy anh em. Ok. Đối bên kia đá bay ước mơ FPL của Vũ à? Cái gì mà bay? Con vợ Vũ Minh Đôi cho xin cái cờ lê á. Đâu phải xin là được đâu đi Trần. Cờ lê ở đây thể hiện cái tình cảm khá nhiều đấy. Tình cảm phải đong đầy mới được cái cờ lê đấy. Xin thì hơi khó. Con vợ Vũ Minh Đôi đã buồn ngủ quá. Giờ người ta lối chơi thế mà anh em. Người ta lối chơi thế mình cũng có làm gì được đâu. Tí anh em để ý thì biết người ta không pressing ấy. Người ta thủ lùi sâu nhiều. Tôi cũng muốn tấn công lắm nữa nhưng bên kia cũng vận động viên mà anh em. Chán nhở. Cảm ơn Vũ Mino vì thằng cháu tôi không ngủ. Đường Vũ Mino đá nó ngủ luôn à. Anh em ơi, anh em chịu khó nhá. Thì xem FPL nó cũng chỉ như này thôi mà anh em. Nó cũng chỉ như này thôi mà. FPL nó cũng chỉ đến thế mà thôi. Wow. Tại sao tôi cảm giác FD toàn là người họ vậy? Người có 500 à? Đây rồi. Sao ạ? Không mâm. Lịch sự nhá, không mâm. Lịch sự nhé, không mâm anh em ơi.
Quả Ginola ăn là xong rồi. Quả Ginola mà ăn thì là xong rồi. Cái tôi xuống á, không mâm á. Mâm làm gì đâu anh em. Mâm để làm gì mới được đấy. Nó đá kiểu giống thành mú với cứt đá content. Mâm chịu thua á. Mâm làm gì đâu đúng không anh em. Đây là gặp tuyển thủ thì mình được so trình mà, tội gì mà mâm. Đá xanh chín luôn chứ. Cái chân 4 của Kulusevski đá đi giấc mơ FPL của Fumino. Cái chân 4 của Kulusevski anh em ơi. Cái chân 4 của Kulusevski kìa. Nếu đấy là một chiếc chân 5 thì sao hả anh em? Nếu đấy là một chiếc chân 5 thì liệu, liệu có phải là một bàn thắng cho tôi không? Con vợ Đức chẳng nghiêm túc quá ta. Nếu đấy là một quả chân 5 thì chết không? ZD góc gần mà. Ok ok ok. Tôi chuyển đội không bị son mà không thay người à? Ờ thay người đây, thay người đây. Ok ok anh em ơi, thay người đây. À, tập trung đá quá.
Và ba tay vị thì có em nào nhảy xinh xinh biết cả thơ ý à? Anh em ngủ chưa? Anh em ngủ chưa nhở? Anh em ngủ hết chưa? Mấy con vợ ngủ hết chưa nhở? Bảy trăm sắp rồi à? Ok ok anh em ơi, em chưa like chưa sắp cho mình xin một like một sắp nhá, lấy động lực thắng quả vận động viên chuyên nghiệp phát nào. Năm rưỡi TV đã. Tí con vợ Vũ like từ mấy giờ á? Chắc like khoảng 4 giờ đấy anh em. Ben rồi, ben rồi, ben rồi. À, xin chào. Rồi rồi thôi, thế anh em, ạ. Chắc là hẹn anh em chiều nay nhá. Thua bên. Ok anh em ơi, chắc nghỉ thôi, hẹn anh em chiều nay nhá. Cầm nước đây, cầm nước đây, chiều xem TV nào. Hơi buồn nhưng không sao. Thank you, thank you, thank you, thank you anh em ủng hộ mình nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều, anh em chưa like, chưa sub cho mình xin một like, một sub cho anh em rất nhiều. Bye bye. Bye bye. Mê định mệnh, ước mơ MVP All Summer.